Bốn nỗi khổ lớn nhất của một đời người. Đời người tựa như cánh cửa, có người lạc quan khi ở bên trong, có người lại vui vẻ khi đứng bên ngoài. Kỳ thực, có rất nhiều thứ không biết như thế nào mới là tốt nhất, chỉ cần bạn cho là đáng giá thì mới là tốt nhất. 1. Bốn cái khổ của đời người. Một là nhìn không thông, không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự sầm uất vô vị, chính là một nỗi khổ lớn của đời người hai là luyến tiếc, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng. Sống trong luyến tiếc thì cả đời sẽ dằn vặt không yên. Ba là không thể đứng dậy sau thất bại, cuộc sống ai mà chưa từng thất bại, nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Bốn là không thể vứt bỏ, không buông bỏ được người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ sẽ giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vậy, thật khổ, thật mệt. Bạn đã hiểu rồi, vậy bạn có muốn thay đổi hay không? 2. Một đời người không phải tốt đẹp như trong mơ, cũng không xấu như trong tưởng tượng. Phía sau mỗi người đều có nỗi đau ẩn chứa, đều có nỗi khổ không thể nói ra bằng lời. Mỗi người đều bước đi trên con đường của mình. Chỉ cần nhớ, khi lạnh hãy mặc thêm áo khoác cho mình, khi đói mua cho mình một cái bánh. Khi đau hãy tự cho mình một chút kiên cường, khi thất bại thì tự đặt cho mình một mục tiêu, hãy chịu đau đứng dậy sau khi bị té ngã, hãy đích thực là chính mình. 3. Không nên lấy tiêu chuẩn của mình để đặt yêu cầu cho người khác, cũng không nên đeo kính màu để nhìn người khác, bởi vì mỗi người đều có sở thích, cá tính cũng như giá trị của riêng họ. Những điều bạn thấy không thuận mắt cũng không nhất định là điều không tốt. Lý giải về hạnh phúc có hàng ngàn vạn loại, quan niệm về hạnh phúc của mỗi người cũng không giống nhau. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chính là có thể được làm chính mình. Tin tưởng chính mình, đi theo tiếng gọi của tâm hồn mình, không viễn tưởng đặt ra mục tiêu vượt xa khả năng bản thân, không mù quáng ganh đua, bạn chính là người hạnh phúc nhất. Không có vàng nguyên chất, cũng không có người hoàn mỹ, bởi vì không hoàn mỹ mới là chúng ta đích thực nhất. 4. Hạnh phúc là sự gom góp từng chút từng chút, là được thực hiện từng ngày từng ngày. Đừng làm tổn thương người yêu mến bạn, cũng đừng làm người bạn yêu mến bị tổn thương. Một người dẫu có tốt đến mấy nhưng nếu họ không nguyện ý cùng bạn đồng hành cho đến hết cuộc đời, thì họ chính là người khách ghé thăm bạn mà thôi. Một người dẫu có nhiều nhược điểm, nhưng lại có thể luôn nhường nhịn bạn, chăm sóc bạn, nguyện ý suốt đời ở bên bạn, đó chính là hạnh phúc của bạn. Ai cũng muốn tìm một người thập toàn thập mỹ, nhưng con người ai cũng có khuyết điểm. Yêu chính là nhường nhịn, thành thật với nhau, chọn đời bên nhau. Có được một người có thể làm cho bạn vui vẻ cả đời, mới chính là mục tiêu của cuộc sống. 5. Khi những thứ mà ta sở hữu và những chấp nhất của chúng ta trở thành một loại vũ khí, gây tổn thương, thì buông bỏ chính là giải pháp tốt nhất cho cuộc đời. Mấy ai có thể biết được mình có bao nhiêu đau khổ, ai biết được mình bị bao nhiêu tổn thương. Nếu nước mắt không đọng lại ở trên mặt, thì không ai biết được nó lạnh giá đến chừng nào, cái đau không nằm trên thân thể thì không thể biết nó đau đớn nhường nào. Bạn có thể nhìn thấy giọt lệ đọng nơi khoái mắt, vết sẹo ở trên thân, nhưng không nhất định hiểu được nỗi đau buồn và bi thương ở trong tâm hồn hãy ngoảnh mặt bước đi trước khi rơi lệ để lại sau lưng một hình bóng kiên cường bạn sẽ thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm trên hành trình kế tiếp của cuộc đời mình để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này